chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, cầu Phật Phật độ, bất ngờ trúng lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, không lo nghèo khó. Đúng trong năm Ất Tỵ 2025, tay cầm 100 tỷ gửi ngân hàng. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, cuộc đời là một hành trình dài nối tiếp nhau bởi những thử thách và gian truân. Chỉ những ai có phúc lớn, mệnh dày mới đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền cuộc đời đến bến bờ thành công, mang lại sự bình an và phồn thịnh cho bản thân và gia đình. Trời định sẵn tuổi Giáp Dần mang mệnh phú quý giàu sang. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Dần không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm, họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường thành công của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Giáp Dần liên tiếp gặp hạn, tai ương ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy vẫn biết rằng qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua được nghịch cảnh ấy. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, theo luận giải mới nhất, bước sang năm Ất Tỵ 2025 tới đây, vận trình của tuổi Giáp Dần sẽ bừng sáng bất ngờ. Nhờ được các tinh soi chiếu, thần Phật ưu ái mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, khiến ai ai cũng phải kính nể. Đặc biệt, bản mệnh Giáp Dần nên xem hết video này thì cuộc đời của tuổi Giáp Dần chắc chắn sẽ thay đổi, an nhàn, sung sướng từ nay tới cuối đời. Vậy vận trình của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ diễn biến ra sao trong năm 2025 âm lịch này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì để xua hung đón cát, mang tài lộc về nhà, đổi đời giàu sang, sung sướng? Thì xin mời quý bản mệnh cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay sau đây. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Giáp Dần hay còn được gọi là lập định chi hổ hay là hổ tự lập. Năm sinh dương lịch từ 23 tháng 1 năm 1974 đến mùng 10 tháng 2 năm 1975. Thiên can Giáp, tương hợp thủy, tương hình, mậu, canh, địa chi Dần, tam hợp Dần ngọ tuất, tứ hành xung Dần thân tị hợi, mệnh thủy, đại khê thủy, tức nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, tương sinh mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con cọp, tướng tinh con hổ, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Giáp Dần nữ mạng, với nạp âm hành thủy, do can Giáp mộc ghép với chi Dần mộc, can và chi cùng hành mộc, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, nên thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm, họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Tuổi Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh, quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu, thì chiến công càng vang dội hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc,
thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Nữ giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu, và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt của những chú hổ, cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành, Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người nữ tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo, họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, phụ nữ tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi, hay dao động nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Giáp Dần trong năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng là 52 tuổi âm lịch và 51 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Giáp Dần theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Ất, bình hòa, cuộc sống bớt vất vả, ít thăng trầm hơn trước mà cứ bình lặng trôi qua. Xét về địa chi, Dần gặp Tỵ, lâm cục diện hại thái tuế, có điểm báo thị phi, tranh chấp, thậm chí là vướng kiện cáo pháp luật. Xét về ngũ hành, bản mệnh Giáp Dần bị lưu niên khắc chế, vận khí nhiều hung họa, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều khó đạt được như ý nguyện. Tiểu kết, năm 2025 này không phải là một năm quá thuận lợi đối với nữ mạng tuổi Giáp Dần, bạn có thể gặp phải nhiều khúc mắc trong công việc hoặc trong chuyện làm ăn. Song may mắn có quý nhân tương trợ, vấn đề có thể được giải quyết ít nhiều,
thậm chí có người có thể mở mang công việc được đôi chút. Xem tử vi năm 2025, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, theo sao hạn. Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Giáp Dần nữ mạng, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương chính là tinh quân tốt nhất trong số 9 cửu diệu chiếu mệnh hàng năm, chủ về an khang thịnh vượng. Người được sao này chiếu thì tài lộc, tiền tài, của cải chất như núi, đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ mạng, khi được sao này chiếu mạng, sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc. Nữ mạng tuổi Giáp Dần được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh và duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Vận hạn của sao Thái Dương được thể hiện trong bài thơ sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vô, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra trồi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương thái bạch đi đôi khác gì. Hạn nặng phải trắng kẻo nguy, chú ý sao tốt mắt thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay với mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, nên chiếu theo ngũ hành, có quan hệ tương sinh với mộc, bình ha với hỏa, tương khắc với thủy, sinh xuất với thổ. Do đó, sao Thái Dương kỵ các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời và màu thuộc hành thổ là nâu, vàng. Sao Thái Dương hợp với các màu thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Nữ mạng gặp sao này kỵ nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, có thể gặp tai ách, xui rủi, nhưng vì đây là phúc tinh nên không đáng lo ngại. Xem tử vi năm 2025, tuổi Giáp Dần, nữ mạng theo niên hạn. Năm 2025, nữ Giáp Dần gặp hạn địa võng. Nếu như thiên la có nghĩa là lưới trời, thì địa võng chính là lưới đất, địa là đất, võng là lưới, thiên la địa võng mà đứng cạnh nhau thì được hiểu là lưới của trời đất. Người xưa có câu, nếu mệnh thân nào đặt ở hai cung này thì mãnh hổ cũng hóa cọp giấy, phượng hoàng mạnh mấy cũng chỉ là phượng hoàng lửa. Nói về tính chất tốt của sao địa võng, người xưa đã đúc kết qua hai câu thơ sau đây. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của hai câu thơ này là dùng để chỉ những người gặp phải hạn địa võng sẽ có nhiều nỗi buồn rầu trong cuộc sống, dù đúng hay sai cũng dễ bị hiểu lầm, dễ vướng vào phải những chuyện thị phi, rắc rối. Đó cũng là lý do khiến tâm trạng của người bị hạn địa võng trở nên nặng nề hơn, luôn cảm thấy đau buồn, phiền lòng. Một số ảnh hưởng nhất định của hạn địa võng như sau. Ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm, các mối quan hệ ngoài xã hội có thể bị rạn nứt do xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng khá căng thẳng, tạo cảm giác khá mệt mỏi, buồn rầu, chán nản, ảnh hưởng đến kinh tế. Công việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dễ bị kẻ xấu hãm hại, bị lợi dụng tiền bạc, lợi dụng làm việc trái với lương tâm nên dễ vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Tai nạn bất ngờ, đó có thể là tai nạn do người lạ mang đến, do sự chủ quan và bản tính dễ tin người gây ra, hiểu nôm na là tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra, người ta có câu, răng địa võng, ý nói là bùa vây kín mít. Vì vậy, cách giải hạn địa võng không phải là dễ, nhiều người gặp hạn này, dù ít dù nhiều vẫn gặp những rắc rối, nặng thì kiện cáo hầu tòa, nhẹ thì bị chê bai, hoặc công an giao thông xử lý vi phạm lỗi giao thông, hoặc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Có câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt là vì thế, gặp năm có hạn địa võng, nhiều tài liệu thời xưa ghi chép lại cách giải hạn địa võng rằng, gặp thị phi, khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc trời tối, không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấm. Như vậy, rõ ràng địa võng vốn là hệ thống những quy định, quy ước, chuẩn mực về đạo đức và hệ thống luật pháp, quản lý xã hội. Khi vướng mắc nhẹ thì bị lên án phê bình của dư luận, nặng thì bị xử phạt trước pháp luật. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ. Tình ngay lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Chớ cho ai ngủ trọ, miệng lưỡi thế gian vốn như sóng biển, nhiều người nhàn rỗi hiểu sự thường, coi thói quen đơn đặt, bịa tạc, thêm giấm, thêm ớt, dù cho chuyện không có gì cũng sẽ thành có, ăn đứng dựng ngược. Chưa kể việc cho người khác ngủ trọng mà người đó tàng trữ buôn bán đồ cấm hoặc vừa phạm tội bỏ trốn, rất dễ mắc tội tòng phạm, liên đới bị lây họa.
đặc biệt tàng trữ trái phép hàng lậu, đồ quốc cấm thì rõ ràng là phạm pháp rồi, có bị xử lý cũng không hề oan uổng. Vận niên năm 2025 của tuổi Giáp Dần, nữ mạng. Năm 2025, tuổi Giáp Dần nữ mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong hay cẩu cuồng phong, là cháu bị gió giữ hay trúng gió nên là năm xấu, gặp một năm không tài lộc, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn. Nếu năm ngoái là năm lận đận thì chắc chắn năm nay lo âu vẫn còn tồn tại, có thể năm nay gặp nhiều khó khăn, nhưng bạn hãy kiên cường vượt qua thì sẽ khắc phục được hạn này và thành công. Về tình cảm, đừng để trong lòng lúc nào cũng tự ái, nên nghĩ đó là điều tốt để mình cố gắng, nên nhẫn nhịn một chút để sóng yên gió lặng. Xem vận hạn năm 2025, tuổi Giáp Dần nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Giáp Dần cần tránh các năm tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ Giáp Dần sinh 1974 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim Lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ tuổi Giáp Dần sinh 1974 là 52 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm Kim Lâu, có thể tiến hành xây dựng nhà hoặc cho người khác mượn tuổi để làm nhà. Hoàng Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Giáp Dần là Nhất Cát, không phạm Hoàng Ốc. Nhất Cát hay còn gọi là Nhất Kiết, có câu Nhất Kiết an cư, thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Thái Tuế năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ tuổi Giáp Dần sinh 1974, sẽ phạm vào hại Thái Tuế. Hại Thái Tuế, năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp bấp bênh. Cách hóa giải hại Thái Tuế, giảm thiểu hợp tác làm ăn trong năm, không nên quá tin vào đối phương. Trong nhà có thể đặt đồ vật, đồ trang trí màu tím ở hướng Nam để giảm bất họa do những lời khẩu thiệt mà ra. Những ai vào năm phạm Thái Tuế không nên làm gì. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo, nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ, đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm Thái Tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm Thái Tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Đánh giá chung về tử vi năm 2025 tuổi Giáp Dần nữ mạng. Năm 2025, nữ mạng Giáp Dần sinh năm 1974, được khuyên không nên mở mang việc làm ăn do hạn hại Thái Tuế treo trên đầu. Việc làm ăn khó bề suôn sẻ ngay từ đầu, như mong muốn rất cần sự quyết tâm để không bỏ dở giữa chừng. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng có thể sẽ phải trải qua một năm đầy thách thức khi mọi phương diện cuộc sống đều xảy ra vấn đề. Bạn nên bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân, từ đó có cách nhìn nhận và giải quyết chính xác mọi vấn đề. Xét về phương diện sự nghiệp. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Giáp Dần nữ mạng phải chịu tác động của nhiều hung tinh về con đường công danh. Sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Tử vi tuổi Giáp Dần năm 2025 nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá Thái Tuế. Vì thế cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan lơ là, dù là công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu và giữa năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Công việc chủ về khó khăn, bất lợi, không theo quỹ đạo, nhiều vấn đề cần xử lý, bản mệnh nên giải quyết dứt điểm ngay khi có cơ hội, chớ để đêm dài lắm mộng
hãy chuẩn bị tinh thần với những cạnh tranh, thị phi và cả tiểu nhân gây họa. Trong năm này, bản mệnh tuổi Giáp Dần phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần thân tỵ hợi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, dễ thay đổi, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể đẩy bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển công tác, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, nhiều năng lượng tiêu cực đeo bám, cũng sẽ có những tác động không tốt đến phương diện sự nghiệp của bản mệnh. Công việc, sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng bản mệnh cần can đảm, dũng cảm đối mặt, biết lấy ổn định, an toàn làm trọng. Bản mệnh nên tập trung phát huy thế mạnh của bản thân, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ. Sẽ vượt qua được trở ngại và thu được thành tựu, từ đó sẽ được trọng dụng, vận trình sẽ khởi sắc, cơ hội cũng sẽ đến. Năm này, vận khí bị suy giảm, việc kinh doanh, buôn bán, bản mệnh tuổi Giáp Dần nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật, tiền mất tật mang. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận, rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, bạn mãnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức, không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không ạ? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng, đừng vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi. Dù đầu năm bản mệnh gặp không phải ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có cát tinh soi đường, chỉ lối, tuổi Giáp Dần sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc. Bạn có cơ hội thực hiện được khả năng, năng lực của bản thân, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xét về phương diện tài lộc. Năm 2025, việc kiếm tiền của nữ mệnh Giáp Dần vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc, cục diện tương phá thái tuế, cảnh báo cho cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng sẽ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận vẫn chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con hổ, cần đề phòng mất tiền mất của. Bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong năm 2025. Dưới sự tác động của nhiều hung tinh, làm cho bản mệnh có vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của bản mệnh trong năm này không mấy khả quan. Trong năm này, tài chính của bản mệnh tuổi Giáp Dần không quá dư giả, nguồn thu tương đối ít, chủ yếu phụ thuộc vào công việc chính. Các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài, do nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khóc và thái tuế án ngữ là hung tinh, làm cho bản mệnh sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Năm này, tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh gặp nhiều ngăn trở. Kinh doanh, buôn bán không thuận, hàng hóa có phần ế ẩm, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư, thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi, bản mệnh tuổi Giáp Dần cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Bản mệnh tuổi Giáp Dần trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Bản mệnh cũng nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho bản mệnh cân đối được mức thu chi, chi không vượt quá thu, để có cuộc sống được no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của bản mệnh có phần khởi sắc hơn, khi đó bản mệnh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, giúp cho bản mệnh có của ăn của để, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính. Đã đến lúc tuổi Giáp Dần nữ mạng, bạn cần chậm lại một chút, để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao về tiền bạc, bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác.
Xét về phương diện tình cảm của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, về phương diện tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Giáp Dần cơ bản là được ổn định. Mối quan hệ trong gia đình vẫn bình hòa, các thành viên ít xảy ra khúc mắc. Bản thân bản mệnh cũng biết cách vun vén nhà cửa nên gia đạo nhìn chung vẫn rất êm ấm. Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng có lúc khó tránh khỏi một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, bản mệnh trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho các thành viên trong gia đình và cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Xét về vận trình sức khỏe của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Giáp Dần có vận trình sức khỏe không tốt lắm, bản mệnh nên đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Năm này, do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, tang môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn địa võng, chủ về sức khỏe, làm cho bản mệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày già, tâm lý buồn lo, bất an, sinh ra nhiều thứ bệnh. Năm này, bản mệnh tuổi Giáp Dần đang phạm thái tuế, làm cho bản thân dễ mắc phải những điều xui xẻo, cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu để không bị năng lượng tiêu cực đeo bám. Ở tuổi 52, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian. Bản mệnh thường xuyên ốm đau vặt như đau đầu, chóng mặt, mặt mày xê sẩm, u ám, đầu óc lu mờ, bệnh cũ tái phát sẽ lâu khỏi. Không chỉ vậy, trong năm còn có điềm báo dễ gặp tai nạn như té ngã, bị thương hoặc va chạm về xe cộ. Các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Trong năm này, bản mệnh tuổi Giáp Dần cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho bản mệnh tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng Giáp Dần sinh năm 1974. 1. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2025. Thái Dương là cát tinh, do đó sử dụng những cách dưới đây sẽ giúp phát huy được cát tinh của tinh tú này, hỗ trợ tốt cho vận trình năm Ất Tỵ của quý bạn cụ thể như sau. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mạng cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân, hành xử khiêm tốn. Đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mặt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác cướp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, nữ mạng tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. 2. Cách hóa giải hạn địa võng. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán, kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền,
hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Giáp Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Giáp Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ uy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng, phù hợp với tuổi Giáp Dần, thích hợp với các vị trí từ trong nhà nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân, người buôn bán ưa chuộng bởi người ta tin rằng tỳ hưu là linh vật chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhả, tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt. Đặc biệt, tỳ hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Giáp Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điềm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc. Thiềm thư phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt, vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bàn thờ thần, với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thư phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ. Khi thỉnh tượng thiềm thư phong thủy, gia chủ Giáp Dần nên lưu ý quay đầu tượng hướng vào bên trong hay hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc, đón phú quý vào nhà. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh khuyển, là linh vật của tuổi Tuất, mang ý nghĩa với con người, cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh gia chủ, sẽ có khả năng trấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những vận hạn xấu và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì nhà sang, chính vì nằm trong bộ tam hợp, nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Giáp Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, người tuổi Giáp Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị. Ngựa là linh thú đứng đầu trong các loài thú lành, ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Giáp Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt. Dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin sẽ được thần phò trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài thì gia chủ Giáp Dần nên chọn tượng thần tài mạ vàng, sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy. Thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Giáp Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời, thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn, mọi sự thuận lợi. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Giáp Dần. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Giáp Dần trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Bính Ngọ 1966, tốt, Đinh Mão 1927, tốt, Đinh Dậu 2017, khá, Đinh Sửu 1997, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Đinh Mùi 1967, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Giáp Dần trong năm Ất Tỵ 2025 là
Tân Hợi 1971, không tốt. Tân Tỵ 1941, không tốt. Tân Tỵ 2001, không tốt. Nhâm Thân 1932, không tốt. Nhâm Thân 1992, không tốt. Canh Thìn 1940, không tốt. Kỷ Hợi 1959, không tốt. Mậu Thân 1968, không tốt. Canh Thân 1980, không tốt. Canh Thìn 2000, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch cho bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Giáp Dần gặp phải nhiều khó khăn trong công việc có nhiều xáo trộn. Phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nếu không sẽ chỉ càng thêm nóng nảy. Ngoài ra, tháng này cũng dễ xảy ra tranh chấp lời nói, xung đột thân thể với người khác, bản mệnh phải học cách kiềm chế cảm xúc. Trong hoàn cảnh đặc biệt không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí hơn. Năm mới, nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Giáp Dần trong tháng 2 âm lịch này có vận trình tài lộc có phần khởi sắc, hanh thông hơn, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên bản mệnh cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên, dù trong tháng có tiền thu vào rủng rỉnh, bản mệnh cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Đây là tháng có ngũ hành trợ mệnh, mặt nhân duyên của bản mệnh sẽ được cải thiện, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân, nên bản mệnh cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường, giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Tử vi của bản mệnh tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch năm 2025 có điểm báo thăng tiến nhẹ, là thế vận khí cát lành có sự thăng tiến. Bản mệnh tuổi Giáp Dần trong tháng này sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh, buôn bán vận hành trơn tru, có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Đường tài lộc tháng này của bản mệnh khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Sức khỏe trong tháng này được bình ổn, nhưng bản mệnh cũng nên cẩn thận về các vật dụng sắc nhọn và khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Tháng 4 âm lịch này chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn, lại gặp địa chi dần thân tương xung, làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn, kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Về tình duyên của bản mệnh trong tháng này cũng không mấy tốt đẹp. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh giác tú, hoa cái, bản mệnh tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, nên khó được lòng mọi người, những người thân trong gia đình cũng hay xung đột về lời nói. Tháng này là tháng Tỵ, tháng xung của tuổi bổn mạng, bản mệnh đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ có sự sai sót dính dáng tới pháp luật, kiện tụng. Vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Trong tháng 5 âm lịch này, về vận trình tổng thể của bản mệnh tuổi Giáp Dần có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra bản mệnh sẽ có một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Bản thân bản mệnh tuổi Giáp Dần cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Với sự trợ giúp của các tinh thiên đức, cùng với ngũ hành tam hợp, mang tới cho bản mệnh cơ hội để thể hiện bản thân. Có cơ hội phát tài phát lộc, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vì vậy, bản mệnh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Ngoài ra, trong tháng với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc,
giúp cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, bản mệnh tuổi Giáp Dần sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, bản mệnh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc sẽ làm việc quá sức trong tháng này, nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Bản mệnh không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ lạc quan là điều quan trọng nhất. Nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm, bạn bè hoặc người thân. Ngoài ra bản mệnh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Tháng 7 âm lịch đối với bản mệnh tuổi Giáp Dần có thể sẽ gặp trở ngại. Tháng phạm cục diện dần thân tương phá, thái tuế phạm xung. Nó mang tới vận trình nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân bản mệnh đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu. Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, khiến mọi người ai cũng ngại tiếp xúc. Trong gia đình, bản mệnh cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng, nặng nề hơn. Tài lộc chậm. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, có nhiều âm khí, cộng với hạn địa võng, cho nên bản mệnh tuổi Giáp Dần cần chú ý nhiều hơn đến cảm xúc và sức khỏe của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, hạn địa võng, bản mệnh tuổi Giáp Dần dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi, mặt mày u ám. Tháng này, bản mệnh tuổi Giáp Dần đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Sửu Ngọ tương xung, gây ra những chuyện buồn phiền, tình cảm không như ý, bản mệnh tỏa ra lạnh lùng, cục tính. Nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bản mệnh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình do bản mệnh đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng bản mệnh không nên tham gia vào các trò may rủi, nếu không rất dễ phá sản, mất cả chì lẫn chài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Tháng 9 âm lịch, vận trình công việc của bản mệnh tuổi Giáp Dần tương đối bận rộn, bản mệnh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, bản mệnh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, đây cũng là dịp tốt để cho bản mệnh phấn đấu, có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo, công ty đánh giá cao, địa vị của bản mệnh ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Ngoài ra tháng này bản mệnh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Bước sang tháng 10 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Tháng 10 âm lịch cho thấy vận trình của bản mệnh tuổi Giáp Dần có một tháng bình hòa, thái tuế hòa hợp với nguyệt lệnh nên mang tới một sự may mắn nhất định. Bản mệnh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Con đường tài vận có sự khởi sắc, có thu có chi, mặc dù công việc cũng gặp không ít khó khăn nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản mệnh cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này bản mệnh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, bản mệnh được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng để công việc làm bản mệnh bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Sức khỏe của bản mệnh trong tháng này tương đối tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Vận trình của bản mệnh tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều thay đổi tích cực, bản mệnh nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Có thể trong tháng này bản mệnh được lãnh đạo giao thêm cho công việc ở các bộ phận khác, bản mệnh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và phát huy năng lực của bản thân.
có cơ hội được trọng dụng và có được vị trí đứng vững chắc cho mình tại công ty, cơ quan, nhờ đó mà tài lộc được tăng tiến. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, hàng hóa tấp nập. Điều này giúp cho bản mệnh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Tài lộc của bản mệnh tuổi Giáp Dần trong tháng này tương đối tốt, bản mệnh có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Nhìn chung, trong tháng này bản mệnh tuổi Giáp Dần có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho bản mệnh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Trong tháng này nhân duyên, công việc, sức khỏe khá ưng ý, bản mệnh khá hài lòng với những gì mình có ở tại thời điểm này. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 của bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Giáp Dần trong tháng này cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Hung hinh phá toái làm vận khí dễ tiêu hao, sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, dù đúng hay sai mình cũng là người chịu thiệt, không được mọi người ủng hộ, bản mệnh nên thận trọng trước khi nói hay làm. Về phương diện tình cảm cũng gặp chút trục trặc do hồng loan tinh phẫn nộ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.